Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Biết Đâu Được. Thì hôm nay mình là mèo của Biết Đâu Được đây. Thì hôm nay anh em thấy tôi có cặp sừng trên đầu rất đẹp. Hôm nay tôi sẽ làm kèo chót. Tôi nói thiệt thì tôi cũng không thích ông nào đi gần ăn blue cho tết đâu. Tôi nói thiệt, xưa giờ tôi chả giúp ông nào hết trơn á. Tại vì giống dĩ là giúp ổng xong mà ổng cũng trái canh được mình mà ổng hòa hại mình thêm. Nên hồi xưa giờ tôi hứa giữ lời với lòng là tôi không bao giờ giúp. Ui trời ơi, khiếp. Tôi đi với con cà lè phải không? Thì hôm nay á, con a chót tôi sẽ lên full hút máu coi thử nó dạo này hút máu còn nó có ngon không? Dạo này ai nói gì hết nên test thử luôn. Hay. Tôi gãi được như tôi gãi hết rồi tôi giết ổng luôn. Đây nè, giết là cái mức này mới hay nè. Oh no. Đó. Chuẩn bị có mùi phải không? Bây giờ chọt con xe. Đấy. Đấy. Đấy, ngon lành không? Nó thua mình liền, quá trời kịp luôn mà. Tụi đây le lên luôn, thằng đó tôi đâu có ngại đâu. Dùng chiêu để ăn đi. Bà đéo luôn. Đó. Nope. Chịu nha, pha đó tôi chịu rồi, tôi quy không kịp, phải quy cố cương như tôi không thì mấy giây nữa tôi là dính. Lui, đau quá. Ông này không kéo không chết với tôi, vợ tôi mà có quy là không chết chắc. Ủa có đúp chứ, không có đường nào không chạy với tôi chứ. Nè đó thấy không, tôi nói rồi mà, có đường nào chạy nè. Easy thật sự, tại vì ông mất tốc biến rồi, nãy pha nãy ông tốc biến ẩu rồi. Cố nè, phá đi. Phá xong đi lên đây chặn đầu. Come on boy. Vô boy. Vô. Từ chặn đầu gì đó, làm gì nhau. Ông mình chết chắc rồi. Cái nọ ông ta giờ quơ chủ đây. Ông thở có phần oxy với tôi rồi. Này tôi farm nhanh nữa ngon luôn. Tôi sợ chưa về đúng không? Tôi sợ thằng tôi lỡ đúp mẹ rồi. Tôi sợ thằng gần nó lên thôi chứ tôi giết được á. Dính cái đó hơi lỗ người rồi. Dính cái đó hơi bị nhức người luôn á. Đường ta chắc được lắm không? Tôi nghĩ là được á. Gồng trước luôn. Ngon lành. Không để ý, nó tưởng mình về. Thôi mình cũng lời quá lời rồi. Đánh với nó hơi mệt á, nó ta già rồi. Rồi ông chạy cái gì hả? Ô, chạy được rồi. Cứ gì boss. Mấy cái quả bóng nhìn cây thì sự chứ. Nó mê me tôi trên đây rồi, nó không xuống đâu. Lần này tôi đánh là tôi phải đánh luôn con ấy thì được. Tôi gãi vậy thôi chứ sao giờ. À mất. Get over here. Nope. Hey, what happened? Dám đánh tôi mới lạ. Thật thiệt luôn, dám mới lạ. Giòn với ai? Dám ra farm. Quơ chết luôn chứ farm. Ông toan à. Tôi thấy ông toan. Trụ thì càng ngày nó càng bắn. Còn mới mất trụ đầu rồi nên mình cũng chả thèm trụ đầu làm gì. Nhưng mà Ige lên nè. Ige hết lên. Không sao. Oh no, I'm sorry. Tạ. Đam mê con xe của tôi.
Ôi lộn, con người đá của tôi là sai rồi. Tôi xem nó như con xe của tôi vậy đó. Không he phá là chết. Tôi thấy game này tôi phải gánh. Ôi thôi kìa đó. Gì cha. Cha này chơi game lạ ghê ha. Xem nó lên á. Tâm xong bởi này chạy. Come on. Go. Ê. Qua đây cô gái. Ô, làm gì cha. Tiếp rồi. Yeah, rồi giết được không? Hỏi thiệt á. Nổi không? À. Giết nổi không? Tôi hút lần đầy cây của đó, ông chơi với ai? Bây giờ biết cái vui không? Đây nè, tôi le xuống giờ luôn. Nếu mà đó là tôi hay. Còn tôi gà thì chịu. Tôi coi ông ăn. Ui giời ơi, nó lại easy. Chạy ra cùng. Thằng này nó cũng me thời cơ ghê ha. Tại tôi dồn nhanh quá. Tôi định dồn cho nó chết luôn coi tôi có đủ không. Nhưng mà thật ra tôi dồn không kịp. Đâm ra đồng thời tôi cho thằng AD ăn ké. Ghê cha. Có lộn chiêu không vậy? Thôi tem tôi làm hết rồi, ngon rồi. Ôi chết mẹ, y ghe ra. Tới lượt tôi phải ra rồi. Vô, có cái gì đâu mà sợ đúng không? Lại đây boy. Để đừng chơi ông à. Con gồng này là tiếp tục vô tay tôi nữa rồi. Nó không ulti luôn. Nó cũng trả ra gồng luôn. Những điều lý thuyết của tôi nó bác bỏ hết. Đừng nổi rồi. Ui, đục xe. Đẹp giờ. Đi về. Ơ. Ui, ông nổi đâu, ông combo, combat cái gì á. Đây, đây, đây. Chúi. Nope. Ông đùi với ai hả? Tôi là con hổ con. Về nhà là tôi hổ mẹ. Gì không. Mán ẩu quá ha, một cái đồng hồ cát hỏng ghê luôn á. Rồi để cho đập này xong cái mình tele lên đó. Chết mẹ kịp ra non tôi non chạy chạy. À trong đây có ma, tôi thấy trong đây có ma. Come on boy. Giờ nó lết luôn chứ chạy đường trời với tôi. Lết luôn chứ chạy đường trời với tôi ha. Ôi ông nghĩ ông lại chùm hả? Ông bị ghe đánh tem hơn tôi không? Tôi đánh tem hơi bị kinh luôn. Với cái set đồ hút máu của tôi thần thánh như thế này, cho 10 cái kim giảm hồi máu không dám không được. Nói cho 10 cái là quá dư rồi. Mấy ông này không có cái tính hơn thua nhờ. Mà nãy đầu game hơn thua tôi quá trời. Tôi quýnh khác nào con không? Hả? Ui hên quá không có lên trên đó. Thua luôn. Ông nói gì ông đập trụ khí thế à? Mấy ông thấy tôi hút máu không? Trời solo quá trời kinh luôn. Ok anh em thấy hay cho mình xin một like, nếu một subscribe.
Thì anh em có kèo gì hay thì cứ comment bên dưới. Nếu mà mình thấy nó hợp lý và nó logic thì mình sẽ chơi. Hà luôn, đừng có cho mấy con mà kiểu như đồ con ít bơi mà đồ đam. Tùy meta, nếu mà meta mà nó ổn, nó áp dụng trong việc leo ganh được thì mình nói cho rồi. Mấy ông cho tôi giết rồi, tôi chơi giết rồi, tôi xếp khùng rồi. Ok, thì anh em thấy hay vẫn là cho mình một like. Có meta gì mới thì anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ xem xét. Và những cái comment, tôi nói thiệt á, mấy ông ít ra về khen mèo đẹp trai các thứ, tôi đọc hoặc không thấy ông nào khen tôi đẹp trai. Thôi, hẹn anh em ngày mai nhé. Thank you anh em.